Xin chào anh em, thì hôm nay mình sẽ trở lại với cái video trade coin tập 2. Thì trong cái tập này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà trade coin ở trên sàn Binance. Thì đối với cái việc mà mình trade coin thì những cái sàn giao dịch tiền điện tử thì nó cũng có giao diện và cách trade nó tương tự nhau thôi. Vì vậy mà hôm nay thì mình sẽ lấy cái sàn Binance để mà mình hướng dẫn anh em để mà làm cái ví dụ. Thì những cái sàn khác thì anh em làm tương tự giúp mình. Rồi, thì ở đây đầu tiên thì mình sẽ có các cái bước thực hiện như sau. Thì để mà trade thì đầu tiên là mình phải có một cái tài khoản. Thì bước 1 là em phải đăng ký cái tài khoản ở trên sàn. Rồi thì em có thể vào link ở phía dưới mô tả của video để mà đăng ký một tài khoản trên sàn Binance. Cái bước số 2 là mình sẽ mua Bitcoin hoặc là mình mua USDT bằng tiền Việt. Thì hai cái bước 1 và bước 2 này thì mình đã có những cái bài viết và những cái video mình hướng dẫn anh em rồi. Thì mình sẽ để link ở phía bên dưới. Anh em nào nếu mà mình chưa biết cách làm thì mình có thể xem lại. Rồi cái bước số 3 đó là mình khi mà mình đã sẵn sàng rồi thì mình sẽ bắt đầu mình trade. Rồi thì trong cái video này thì mình sẽ nói về cái cách trade. Rồi trước khi mà mình vào phần trade coin thì mình cần anh em nắm các cái thông tin cơ bản sau đây. Đầu tiên là mình sẽ có cái cặp coin giao dịch. Cặp coin giao dịch đó là hai cái đồng coin mà mình sẽ sử dụng khi mình trade. Ví dụ đây thì mình sẽ có những cái cặp coin sau đây. Mình có cặp coin là Ethereum, tức là ETH và USDT. Có nghĩa là mình sẽ sử dụng ETH để mình mua, mình sẽ sử dụng USDT để mình mua ETH, hoặc là mình có ETH thì mình có thể bán sang USDT. Đó thì đó là cái ký hiệu của nó. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng các cặp coin khác như là cặp Tron USDT, cặp Tron Bitcoin, tức là mình có thể mua qua bán lại giữa hai cái đồng Tron và đồng Bitcoin. Đó thì đó là cái ký hiệu và cái cách hiệu như vậy. Cái thứ hai là mình sẽ có các cái lệnh trade. Lệnh trade coin thì những cái sàn cơ bản thì họ sẽ có các lệnh trade cơ bản sau đây. Bất kỳ cái sàn nào thì cũng có ba cái lệnh này. Đó. Thì đầu tiên thì mình sẽ có cái lệnh market. Lệnh này thì mình sẽ sử dụng để mà mình mua hoặc là mình bán coin về cái giá của cái thị trường. Thì ở đây thì khi mà mình mua những cái lệnh như thế này thì mình sẽ có cái trượt giá. Đó thì lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Cái thứ hai là lệnh limit. Lệnh limit thì mình sẽ mua hoặc là mình bán coin với cái mức giá mà mình đã đặt ra trước đó. Khi mà giá nó chạm tại đó thì nó sẽ tự động nó khớp lệnh và mình sẽ mua hoặc là mình bán coin theo cái giá mà mình đã đưa ra đó. Lệnh stop limit tức là nó cũng chỉ là một cái lệnh limit thôi, nhưng mà ngoài ra nó có một cái mức giá dừng nữa, gọi là giá stop, stop price. Thì khi mà mình mua hoặc là mình bán, khi mà đạt được cái mức giá mà mình đưa ra và với cái điều kiện là khi mà giá nó chạm tới cái mức giá dừng đó thì nó sẽ kích hoạt một cái lệnh limit cho mình. Rồi thì lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em giao dịch trên sàn Binance. Ở đây thì đối với những anh em nào chưa có tài khoản thì mình có thể đăng ký một cái tài khoản. Link đăng ký thì mình sẽ để phía dưới. Rồi đăng ký xong thì anh em đăng nhập vào giúp mình. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu mình tiến vào cái giao diện trade coin. Mình có hai cái dạng, một là mình nhận vào cái giao dịch này thì mình sẽ có hai cái giao diện, một là giao diện đơn giản và hai giao diện nâng cao. Thì mình sẽ chọn giao diện đơn giản. Giao diện này thì nó sẽ có hầu hết trên những cái sàn giao dịch, vì vậy anh em chọn giao diện này nhé thì nó rất là quen thuộc khi mà mình chơi. Rồi trước khi mà bắt đầu chơi thì mình sẽ tìm hiểu những cái giao diện ở trên cái sàn này. Đầu tiên thì mình sẽ có phía bên tay trái ở bên trên. Thì mình sẽ thấy là BTC và USDT. Thì mình thấy ở đây là đang hiển thị cái cặp giao dịch. Đây cái cặp coin mà mình đang trade. Thì mình đang trade cái cặp Bitcoin và USDT. Rồi thì ở đây là cái cặp coin, cặp giao dịch. Cái tiếp theo là bên cạnh đó là cái giá hiện tại trên thị trường. Và cái giá Bitcoin hiện tại đang có giá là 12.900 đô. Và tiếp theo là biến động giá trong vòng 24 giờ. Trong 24 giờ qua thì nó tăng hay nó giảm bao nhiêu lần đó, thì nó sẽ thống kê ở đây. Và ở đây nó sẽ có hai cái đơn vị, một là nó tăng theo cái số, cái này là cái số tiền, là nó tăng theo ở đây là trong 24 tiếng thì nó tăng là 600 đô rồi. Đó, thì đây là thống kê trong 24 tiếng. Phía bên cạnh của nó thì nó sẽ tính theo cái đơn vị phần trăm, tức là nó so với ngày hôm qua thì nó tăng lên bao nhiêu phần trăm. Đó, đây là biến động giá. Cái tiếp theo là giá cao nhất, thì trong 24 tiếng qua thì đây là cái mức giá cao nhất mà cái đồng Bitcoin đạt được. Tương tự thì giá thấp nhất là cái giá coin thấp nhất mà trong 24 tiếng nó đạt được. Tiếp theo là khối lượng giao dịch trong 24 tiếng. Cái này nó tính theo Bitcoin. Thì trong 24 tiếng qua thì nó giao dịch được cái khối lượng trước này. Rồi bên cạnh đó là khối lượng giao dịch là nó tính theo đô. Thì nó quy từ Bitcoin nó quy sang USDT. Đó. Thì đó là cái chỉ số. Tiếp theo là mình tìm hiểu về cách để mà mình chọn cái cặp coin giao dịch.
Ở đây đang sử dụng cái cặp Bitcoin và USDT. Nếu mình muốn trade một cặp khác thì mình có thể sử dụng cái thanh tìm kiếm này. Bên cạnh đó là mình có cả cái loại và mình chọn ở đây. Giả sử như mình muốn trade theo cái cặp Bitcoin thì mình sẽ chọn Bitcoin và mình chọn ở phía dưới đây là mình sẽ nhập vào cái đó, mình sẽ nhập vào cái mã đồng coin đó. Thì mình nhập vào thì nó sẽ cho mình thấy những cái cặp nào giao dịch theo những cái cặp Bitcoin. Thì giả sử như mình muốn chơi cặp Tron Bitcoin thì mình sẽ có cặp Tron Bitcoin nó sẽ nằm ở đây, mình chọn vô đây đó thì lập tức mình sẽ được hiện ra cái Tron Bitcoin. Đây là cặp coin rồi. Bên cạnh đó thì nó sẽ có những cặp altcoin khác như là cặp BNB này, cặp ETH này, đó những cặp altcoin này, và cái phần fiat này là mình sẽ chọn cái cặp là theo những cái đồng USDT hoặc là những cái đồng coin khác. Ở đây chủ yếu mình chọn USDT đó, mình chọn vào đây. Tiếp theo là mình cũng sẽ chọn cái mã đó thì nó sẽ xuất hiện cho mình là cái mã giao dịch là đây, mình muốn chơi cặp Ethereum theo USDT thì mình sẽ chọn cái này đó. Thì đó là cách để mình chọn cặp coin trên sàn rồi. Mình xuống phía dưới thì mình sẽ thấy là ở đây cái vùng ở giữa đây này, đây chính là cái biểu đồ giá. Khi mình chơi coin thì mình sẽ sử dụng cái biểu đồ giá này để mà mình biết được cái biến động giá của nó như thế nào để mình phân tích kỹ thuật. Ở đây thì mình sẽ có cái thời gian, tức là cái khung thời gian. Ở đây khi mình chọn những cái khung thời gian này thì là số cái nến đó. Cái nến đó, nó sẽ hiển thị theo cái khung thời gian mà mình chọn. Cái này thì nó sẽ thuộc về phân tích kỹ thuật rồi. Thì anh em nếu mà trong những cái video tiếp theo đó, thì mình sẽ hướng dẫn về kỹ hơn về cái phần này. Rồi thì bên cạnh đó thì mình sẽ thấy cái phần chỉ báo kỹ thuật, thì đây là cũng là những cái chỉ báo mà mình sử dụng để mình phân tích kỹ thuật. Thì mình sẽ chọn ở đây là mình chọn những cái chỉ báo này, nó sẽ hiển thị ở đây. Rồi thì đây là biểu đồ giá. Bên cạnh phía bên tay trái này, đây là những cái lần limit, đây là những cái lần mà nó được đặt trên sàn. Những cái trader họ đặt trên sàn, màu đỏ thì nó đại diện cho lần bán, tức là những cái trader họ đang đặt cái lần bán ở trên sàn này đó. Phía dưới thì mình sẽ có cái lần mua thì nó sẽ hiển thị cho màu xanh. Ở đây là cái cột giá này, bên này là cột số lượng, bên này nó sẽ quy ra USDT đó. Ở đây thì nó có một cái mức giá, giá này cũng chính là cái giá trên này, lúc hai cái này giống nhau. Thì đây là cái giá của thị trường rồi. Kéo xuống ở phía dưới nữa, ở phía bên này mình có cái bảng bên phải đây, phía dưới là thị trường giao dịch này. Ở đây là nó sẽ hiển thị cho mình biết là những cái giao dịch nào đã thành công rồi đó, hiển thị theo giá này và khối lượng bao nhiêu. Rồi cái vùng ở đây mình sẽ có hai cái cột này, cột này là cột mua này, đây là bán này đó. Thì ở đây là nơi mà mình sẽ đặt những cái lệnh để mà mình mua hoặc là mình bán. Đây mua thì nó đại diện cho màu xanh và bán thì nó đại diện cho màu đỏ. Ở đây mình sẽ có những cái lệnh như là lệnh limit này, lệnh market, lệnh stop limit. Thì ở đây là những cái lệnh mà mình sẽ sử dụng khi mình trade coin. Rồi đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về lệnh limit trước. Thì mình khi mà mình kích vào đây thì nó sẽ ra cho mình những cái lệnh này đó. Ở đây thì mình thấy màu vàng này là mình đang chọn cái lệnh này, đây là mình đang chọn cái lệnh limit. Thì cái lệnh này thì mình sẽ mua và bán với mức giá mà mình đưa ra. Rồi ở đây thì mình đang chọn cái cặp coin là ETH và USDT, tức là mình muốn mua ETH, mình có USDT thì mình mua ETH. Đây cái này thì mình thấy là cái số dư hiện tại mình đang có này, nó sẽ hiển thị ở đây đó, mình có 33 USDT đó. Ở đây thì mình muốn mua với cái mức giá bao nhiêu thì mình sẽ đặt vào cái ô này. Hiện tại giá của nó là đang là 411, mà mình không có muốn mua giá đó, mình muốn mua một giá thấp hơn thì mình đặt là 400, mình muốn mua với giá đó. Mình muốn mua với số lượng bao nhiêu thì mình đặt đây, không phải không không một chẳng hạn đó, không phải không phải một đi, vậy không năm rồi. Thì mình giả sử mình muốn mua số lượng này, số lượng ETH này với mức giá này thì mình đặt vào đây đó, thì nó sẽ tính tổng cho mình là mình sẽ trả bao nhiêu USDT đó. Cái lần này khi mà mình kích hoạt đây thì nó lập tức nó sẽ nhảy xuống ở phía dưới cái cục cái giao dịch chờ này đó. Thì lần này nó được hiểu là khi mà giá nó đạt tới cái mức là 400 thì lập tức nó kích hoạt lần này cho mình. Trong trường hợp mà nếu mà giá nó không đạt tới mức này thì cái lần mình sẽ giữ mãi luôn đến khi mà nó khớp thì thôi đó. Khi mà giá nó về 400 thì mình khớp lần này mình mua.
còn nếu không thì nó sẽ vẫn để trong cái cửa sổ chờ này, trừ phi là mình hủy lần này thôi. Đó. Rồi ở đây thì mình có cái lệnh bán nó cũng tương tự như vậy. Khi mà mình có ETH thì mình bán, thì mình muốn bán với cái mức giá bao nhiêu đó thì mình cứ đặt ra đây. Nó mình muốn bán với mức giá cao, thì giả sử như mình bán 500 đi, đó thì mình cứ đặt 500, đặt số lượng ở đây. Sau đó mình nhận bán. Nó tương tự thì khi mà giá nó chạm tới cái nó bằng với cái giá mà mình đưa ra thì tự động nó sẽ khớp lệnh. Đó thì đó là lệnh limit. Lệnh limit này thì là lệnh cơ bản nhất và đa số khi mà những cái người mà họ mới trade thì họ sẽ sử dụng cái lệnh này. Đó đây là lệnh đơn giản nhất để mà mình thực hiện mua và bán. Tiếp theo một lệnh thứ hai là lệnh market. Lệnh này thì mình sẽ mua hoặc là mình sẽ bán với cái mức giá mà thị trường, giá thị trường luôn. Ở đây mình giả sử mình muốn mua 1.000 đồng này thì hạn. Khi mà mình kích hoạt lệnh mua, mình bấm vào lệnh mua ở đây thì lập tức nó sẽ mua cho mình với cái giá đây, với cái giá này, cái giá đây là cái giá thị trường này đó. Thì ở đây anh em lưu ý cho mình một phần này, đó là khi mà mình sử dụng lệnh market này thì mình sẽ gặp phải cái hiệu ứng trượt giá, tức là như thế này. Giả sử như mình muốn mua 1.000 đồng mà với cái giá này thì nó chỉ có 58 đồng thôi, và 58 đồng thì nó không đủ số lượng mà mình cần. Lúc đó thì nó sẽ nhảy lên ở cái cột phía trên đó, nó nhảy lên đến khi nào nó đủ số lượng của mình thì thôi. Đó, trường hợp này thì mình sẽ thấy này, khi mà nó nhảy như thế này thì mình sẽ gặp tình trạng trượt giá và lúc đó thì mình sẽ mua về những cái mức giá cao hơn. Đó thì đó là cái lệnh market. Lệnh này thì được sử dụng đó, khi mà thị trường nó nhảy lên quá nhanh, nó tăng hoặc nó giảm quá nhanh thì mình phải buộc là mình mua vào ngay. Thì lúc đó thì mình sẽ sử dụng cái lệnh này. Đó, cái trường hợp bạn thì cũng tương tự như vậy thôi. Khi mà mình bán thì mình chỉ cần đặt cái số lượng vào đây thôi và nó sẽ bán ra theo cái mức giá từ đây nó kéo xuống phía dưới đến khi nào mà đủ số lượng thì thôi. Đó cũng chỉ là cái tình trạng trượt giá đó. Đó thì anh em lưu ý cái lần này sẽ được sử dụng khi mà thị trường nó biến động quá nhanh, mình không thể đặt một lần limit được. Đó, khi mà mình bấm vào đây mình đặt thì giá nó đã trôi qua rồi, vì vậy thì mình đã bỏ lỡ cái cơ hội rồi đó. Vì vậy mình phải đặt cái lần market này để mà mình mua nhanh bán nhanh. Đó, mình cứ nhớ là mình muốn mua nhanh mình bán nhanh thì mình sẽ sử dụng cái lần này. Tiếp theo thì mình sẽ đến với lệnh thứ ba là lệnh stop limit. Stop limit là còn gọi là lệnh dừng giới hạn. Bản chất của lệnh này thì cũng là một lệnh giới hạn thôi. Đương nhiên, tuy nhiên thì nó sẽ có thêm một cái mức giá nữa gọi là mức giá dừng, hay là còn gọi là giá stop strike. Thì cái lệnh này bản chất của nó là như sau đây. Thì mình sẽ đặt ở đây là 400 và đặt cái ô giới hạn là 401. Lệnh này thì mình sẽ hiểu là khi mà giá nó đạt tới cái giá stop thì lập tức một cái lệnh lệnh limit nó sẽ được kích hoạt và mình sẽ mua coin với cái giá này, cái giá dài hạn này. Đó, khi mà thị trường nó giảm về 400 thì mình sẽ mua coin với cái giá 401. Đó thì đó là cái cách hiểu của cái lệnh này. Lệnh này thì sẽ được sử dụng khi mà mình muốn mua đạt tới một cái mức giá nào đó. Ở đây thì mình sẽ có một cái ví dụ đây. Khi mà mình hiện tại cái giá đang ở đỉnh cao nhất này. Đương nhiên khi mà mình muốn mua thì mình sẽ mua với cái giá thấp hơn. Giả sử ở đây thì mình sẽ có một cái vùng là vùng vùng giá là 400 đi. Vùng giá 400 này á, trong trường hợp là khi mà giá nó giảm về 400. Thì trong trường hợp mà nó tăng lên trở lại á, thì mình mới mua. Còn nếu như mà nó giảm gặp 400, nó gặp cái vùng giá 400 mà nó tiếp tục nó giảm xuống nữa thì mình sẽ không mua. Đó, thì đây mình phải hiểu được là trong trường hợp khi mà cái giá nó bắt đầu nó từ 400 này á, mà nó tăng á, thì mình mới mua. Còn nếu trường hợp mà nó giảm, tại vì khi mà nó giảm xuống nữa thì khi mà mình mua ở cái mức giá là 400 thì mình sẽ lỗ ngay. Đó thì nó khác nhau giữa hai cái lệnh limit này. Ở đây khi mà mình đặt ra với cái mức giá 401 thôi, mình mua với cái mức giá này, thì khi mà mình đặt cái lệnh limit ở đây á, thì lập tức khi mà mức giá nó giảm về 401 thì nó sẽ kích hoạt cái lệnh của mình ngay. Đó, thì khi mà nó kích hoạt thì mình mua luôn, mà đặt trường hợp mà nếu nó còn giảm xuống nữa thì mình không có thể kiểm soát cái lệnh của mình được, vì vậy thì mình sẽ sử dụng cái lệnh stop limit. Đó, tức là khi mà giá nó chạm ở cái đây, chạm ở cái mức giá này và trong trường hợp mà nó tăng lên trở lại thì mình mới bắt đầu mình mua. Còn nếu mà nó giảm tiếp là từ 400 nó còn giảm nữa thì mình sẽ không mua. Đó thì đó là hai cái khác nhau giữa hai cái lệnh stop limit và limit. Rồi, một cái trường hợp thứ hai mà mình muốn nói ở đây đó chính là hiện tại mức giá của ETH ở đây là 411. Thì khi mình phân tích ở trên cái biểu đồ thì mình thấy cái vùng giá là 450, mình giả sử thôi, mình giả sử là khi mà mình phân tích trên biểu đồ mình thấy cái vùng giá là 450
Đó là một cái vùng giá mà mình cần chú ý tới. Khi mà cái ETH á, nó phá qua mức giá 450 thì chắc chắn thì nó sẽ còn tăng mạnh nữa. Đó thì đó là giả sử cái phân tích của mình là như vậy, thì mình sẽ bắt đầu mình đặt một lệnh stop limit ở đây. Mình lấy cái vùng giá 450 làm cái mức giá dừng. Khi nó phá qua cái mức giá 450 thì mình sẽ mua cái mức giá là 460. Vì khi mà giá nó phá qua 450 rồi thì chắc chắn là cái cột mốc 500 thì nó sẽ đạt được. Đó. Vì vậy thì mình sẽ mua cái mức giá 460 này, thì khi mà mình mua thì mình sẽ có lại. Đó. Thì đó là cái cách mà mình sử dụng cái lệnh stop limit. Rồi, về cái lệnh bán thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Lệnh bán thì mình cũng phải phân tích này. Đây, giả sử thì mình muốn bán thì đương nhiên ai cũng muốn bán cao rồi. Tuy nhiên thì mình không biết cái mức giá nào là đỉnh, mà mình muốn bán ở đỉnh. Giả sử đây mình giả sử phân tích thôi, mình phân tích cái mức giá là 450 là một cái mức giá khá là cao rồi, và mình muốn bán cái mức giá đó. Tuy nhiên mình không có biết được là cái giá đó nó sẽ giảm hay là chưa. Vì vậy thì mình sẽ đặt ra một cái lệnh stop limit là như thế này. Mình lấy cái mức giá là 460 đi. Đó. Rồi, mình đặt cái mức giá đây là mình muốn bán là 450. Đó. Thì khi giá nó phá qua 450, mình đã tăng lên ở cái mức giá là 460 đi. Mình tăng lên đến cái mức giá là 460 thì mình sẽ kích hoạt một cái lệnh bán với cái mức giá là 450. Đó. Trường hợp mức giá nó đạt tới 460 rồi á mà nó còn phá qua nó tăng lên nữa thì chắc chắn là mình sẽ giữ lại cái lệnh này, tại vì cái mức giá nó không có đạt không có giảm lại 450 để mà nó kích hoạt cái lệnh dài hạn ở phía dưới này của mình. Đó. Đây, thì trường hợp ngược lại, nếu như mà khi mà nó chạm về mức giá 460 mà từ đó nó giảm lại, tức là đạt cái mức giá đỉnh rồi nó giảm xuống trở lại 450, thì lúc này mình biết được là cái mức giá đó là đỉnh rồi thì mình sẽ bán ở đây. Đó thì mình sẽ bán với cái mức giá ở gần gần ở đỉnh. Đó. Thì mình bán như vậy thì mình sẽ được lãi nhiều hơn. Đó. Rồi, thì đó là cách để mà mình phân tích, mình đưa ra cái lệnh stop limit này mình bán. Đó. Rồi một cái trường hợp tiếp theo nữa là ở đây thì hiện tại là đang mức giá là 409 đi. Và mình thấy là mức giá 400 là một cái mức giá mà nếu như mà giá nó giảm mà nó phá qua cái vùng giá 400 á, thì chắc chắn nó sẽ còn giảm nữa. Và mình không muốn như vậy thì mình sẽ cắt lỗ. Đây mình gọi là cắt lỗ. Tức là khi mà mức giá của mình đạt tới 400 rồi á, mà nếu nó phá qua 400 nó giảm xuống á, thì lúc này mình phải cắt lỗ đi. Đó. Tại vì nếu như mình không cắt lỗ thì khi nó phá qua nó giảm dưới 400 á, thì nó sẽ giảm xuống rất là sâu nữa. Đó. Thì lúc này thì mình sẽ cắt lỗ đây. Trường hợp đó thì mình sẽ đặt với mức giá là 400. Và khi mà mình thấy nó phá qua mức giá 400 rồi, bắt buộc mình bán ra với mức giá là 390. Đó, chẳng hạn như vậy. Đó. Thì nếu như mà mình không có bán ở cái giá này và mình cứ đợi cho giá nó phá qua 400 này thì chắc chắn nó còn giảm nữa. Đó. Thì mình giả sử mình phân tích được như vậy thì mình sẽ đặt ra một cái mức giá stop limit, đặt một lệnh stop limit với những cái mức giá dừng và một cái lệnh bán dài hạn ở đây. Đó thì đó là hai cách để mà mình đặt những cái lệnh bán. Đó. Rồi thì đó là cái lệnh thứ ba là lệnh stop limit. Rồi tiếp theo nữa là một cái lệnh nâng cao, đó là cái lệnh OCO. OCO thì tiếng Anh nói là one cancel other, tức là một lệnh nó sẽ hủy cái lệnh còn lại. Ở đây lệnh OCO này á, là nó sẽ chia ra thành hai cái lệnh, là một là cái lệnh limit là cái ô đầu tiên, cái thứ hai là hai cái lệnh ở phía dưới, hai cái ô phía dưới là mình biểu trưng cho cái lệnh stop limit. Đó, mình thấy nó có giá stop và cả giá giới hạn, ở đây là giống như một cái lệnh stop limit. Đó. Ở lệnh này tức là khi mà một trong hai cái lệnh limit và lệnh stop limit này, một trong hai cái nữa được kích hoạt thì nó sẽ hủy cái lệnh còn lại. Cái cách sử dụng ở đây là đối với lệnh mua thì hiện tại cái giá của nó là 409 này. Khi mình phân tích ở trên cái biểu đồ mình thấy nó có hai cái vùng giá, một là khi nó phá qua 450 thì nó sẽ còn tăng lên rất là mạnh nữa. Vì vậy thì khi nó phá qua 450 thì mình muốn mua ngay. Ngược lại thì trong trường hợp mà giá nó giảm xuống 400 đó thì mình luôn muốn mua thấp hơn mà. Thì khi nó giảm dưới 400 đó, thì mình bắt đầu mình mua. Ở đây thì mình sẽ đặt ra hai cái lệnh, lệnh này là 400. Đó, khi mà giá tới 400 thì mình mua, hoặc là khi mà giá nó phá qua 450 đó, thì mình mua ở giá 460. Đó. Nên mình sẽ đặt số lượng. Đó. Rồi, thì khi mình đặt ra cái mức giá này á, thì ở đây mình sẽ giải thích này. Số 1 là trong trường hợp giá nó giảm về 400 thì mình sẽ mua với cái số lượng này. Đó, thì khi mà cái giá cái lệnh limit đầu tiên ở trên cùng nó kích hoạt á, thì nó sẽ hủy cái lệnh stop limit ở phía dưới.
Đó, thì nó sẽ chỉ mua một lần 400 thôi. Cái thứ hai nữa là trường hợp mà giá nó tăng lên tới mức giá là 450 đó, thì nó sẽ kích hoạt một cái lần mua ở mức giá là 460 cho mình. Đó, thì đó là cách sử dụng của cái lần OCO. Tương tự lần bán thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Người ta giả sử như mình có một e thế hạt đi đó, thì mình luôn muốn bán ra ở cái mức giá nó cao hơn. Giả sử mình muốn bán ra mức giá là 450 đó, khi mà mình phân tích được mức giá là 450 khi nó tăng lên đây á thì chắc chắn đây là đỉnh rồi đó, thì mình sẽ muốn bán với cái giá ở đỉnh là 450 đó. Tuy nhiên thì với mức giá là 400, khi mà mình thấy là giá nó giảm xuống 400 đó, thì chắc chắn nó sẽ còn giảm nữa. Lúc này thì mình thực hiện mình cắt lỗ đó, thì nó sẽ chỉ ra một trong hai trường hợp này thôi đó. Khi mà giá nó giảm dưới 400 thì mình sẽ bán ra với giá là 390 đó. Đây thì mình giải thích lại cái lần này sẽ được thực hiện. Một là trường hợp giá là tới 450, thì khi nó tăng lên tới 450 thì mình sẽ bán ra đó. Thì khi mình bán ở chỗ đây, bán về lần đầu tiên, thì lần thứ hai nó sẽ hủy. Ngược lại, khi mà giá nó giảm về 400 thì một lần limit được kích hoạt, bán ra giá 390 đó. Thì đó là cách để mình sử dụng lần OCO này. Rồi tiếp theo là mình sẽ có một vài lưu ý. Cái số 1 là đối với những lần như lần limit hay là lần stop limit hoặc lần OCO này á, thì mình sẽ có một cái cửa sổ ở phía dưới này. Cửa sổ này là giao dịch đang chờ khớp lệnh, tức là khi mình đặt lệnh limit hoặc là lệnh stop limit thì lệnh của mình nó sẽ nhảy xuống ở phía cửa sổ chờ này. Cửa sổ chờ tức là khi mà lệnh của mình chưa khớp á, thì lệnh của mình nó sẽ nằm ở đây đó. Đặt trong trường hợp mà nếu như nó khớp lệnh á thì nó sẽ tự động nó khớp, còn nếu như không thì nó sẽ giữ mãi lệnh ở đây đến khi mà nó khớp thì thôi, hoặc là nếu như mình bấm hủy lệnh thì nó sẽ hủy, còn nếu không thì nó vẫn giữ giá ở trên thị trường đó. Đó, thì cũng tương tự như ở đây là những cái người mua họ đang muốn đọc với những cái lần limit ở trên thị trường thì nó sẽ nằm ở đây đó, những cái lần limit nằm ở đây đó. Tương tự như cái lần bán thì nó sẽ nằm ở đây, nó nhảy lên cái cửa sổ này, nó chờ khớp lần thôi. Khi mà giá thị trường nó đụng phải cái giá mà họ đưa ra thì nó sẽ khớp, tự động nó khớp lần. Thì đó là một. Cái hai nữa đó là khi mà mình trade thì mình sẽ có phân vị vị spot. Ở đây là nơi mà mình sẽ quản lý các đồng coin. Rồi, ở đây là giao diện của cái ví. Ở đây là nơi mà mình sẽ quản lý như là mình nạp rút các cái đồng coin này. Ở đây thì là cái giao diện này để mà mình tìm kiếm các đồng coin. Mình muốn sử dụng cái coin nào thì mình chỉ cần mình bấm vô cái coin đó. Ở phía bên này thì nó sẽ có tổng cái số dư. Tổng số dư thì nó sẽ nằm ở đây. Đó. Rồi bên này thì mình sẽ có những cái hành động như là nạp và rút. Bởi vì những cái sàn giao dịch như là những cái sàn khác thì mình phải nạp. Đó, khi mà mình mua Bit bằng tiền Việt hoặc là mình mua USDT bằng tiền Việt á, thì mình phải bắt đầu mình nạp Bitcoin hay mình nạp USDT từ những cái sàn hoặc là những cái ví của mình nạp lên sàn. Để mình muốn nạp thì mình sẽ nhấn vào nạp ở đây. Thì khi mình nạp coin thì mình lưu ý hai cái thôi. Cái số 1 là mạng lưới nạp tiền, cái này rất là quan trọng luôn. Đó, thì khi mình sử dụng Bitcoin thì mình sẽ nạp vào cái mạng Bitcoin. Đó, nó sẽ có rất là nhiều cái mạng ở đây này. Đó. Đó, và tương ứng với mỗi cái mạng giao dịch thì nó sẽ có một cái ví, địa chỉ ví thì nó sẽ nằm ở đây. Khi mà mình muốn nạp coin lên trên sàn thì mình sẽ nạp đó, mình muốn nạp Bitcoin trên sàn lên trên sàn Binance thì mình sẽ nạp vô cái địa vị cái địa chỉ ví này. Đây mình có một cái thứ hai là USDT. USDT thì nó sẽ có hai cái mạng chủ yếu, là một là cái mạng ERC20. ERC này là cái mạng của Ethereum. Cái thứ hai là Tron ERC20. Đó, thì mình phải phân biệt được hai cái mạng này. Nếu cái mạng ERC20 á thì nó sẽ bắt đầu bằng cái ví là 0x. Đó, thì mình phải lưu ý cái vấn đề này. Nếu mà mình nạp nhầm á thì xem như là mình mất tiền. Đó, còn cái ví Tron tức là cái mạng ERC20 này thì nó bắt đầu là bằng chữ T. Đó. Thì mình phải lưu ý cái vấn đề mà mạng chuyển tiền này. Một số anh em họ chuyển nhầm á thì xem như là mình mất tiền luôn. Đó, thì đó là cái lưu ý về nạp. Cái hai nữa là phần rút tiền. Rút tiền thì mình sẽ có phần rút tiền thôi. Rút tiền thì mình chỉ cần thứ nhất là mình sẽ chọn cái mạng lưới này. Đó, mạng nào. Cái đồng này mạng nào. Đó, thì mình sẽ chọn nó. Ở phía trên thì mình chỉ cần mình nhập địa chỉ ví thôi. Đó. Rồi, ở phía dưới thì mình sẽ nhập cái số lương thôi. Đó. Thì đó là cái lưu ý về cái vấn đề nạp rút ở trên những cái sàn giao dịch.
Rồi, tiếp theo một cái vấn đề nữa là đối với những cái sàn giao dịch như là sàn Binance hoặc là những cái sàn mà giao dịch khác mà nó uy tín ở trên thị trường á, thì nó sẽ có cái phần là sẽ sử dụng cái coin sàn của sàn Binance là chính là cái đồng BNB. Thì cái đồng BNB này được sử dụng để mà mình giảm cái mức cái phí giao dịch. Phí giao dịch thì là một cái vấn đề nó rất là quan trọng luôn. Khi mà mình giao dịch càng nhiều lần thì mình giảm cái phí giao dịch nó xuống. Ở trong này thì mình khi mà mình muốn giao dịch mình giảm cái phí đó, thì mình sẽ sử dụng cái đồng BNB. Mình trừ cái đồng BNB thì khi mà mình sử dụng để mà mình trả phí thì nó sẽ giảm cho mình 25%. Đó, mình chỉ cần mình kích hoạt cái này lên thôi thì nó sẽ giảm cái phí giao dịch của mình. Đó. Thì đó là những cái lưu ý mà mình muốn nói đến em khi mà mình giao dịch trên sàn giao dịch Binance này. Rồi, thì cái video này sẽ kết thúc ở đây và xin hẹn gặp lại anh em trong những cái video, những cái phần trade coin tiếp theo. Rồi, thì video này sẽ tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại anh em trong những cái video, trong những cái phần hướng dẫn tiếp theo về trade coin của mình. Xin cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian để theo dõi cái video này. Nếu thấy cái video này hữu ích thì cho mình một like và một sub để ủng hộ kênh cũng như là cập nhật thêm nhiều cái video mới nữa. Xin cảm ơn tất cả anh em.